mấy bạn, tôi á là tôi rất là tò mò hả, cái thời trang của cô á, hình như cô có cái gu thẩm mỹ nó hơi lạ lạ. Thôi, mình thường cô mặc đồ sớm. Thẩm mỹ của cô là tiếng Việt mà nghĩ sao cô mặc đồ cũng sớm. Lúc đó thì bận chiều khám rồi nữa. Các bạn có tò mò hôm nay cô mặc đồ gì không? Thì thế nào cũng là hoa hòe như mấy lần trước. Ừ, qua lá hẹ rồi nọ đó. Cô mà không nổi cô kỳ cũng lạ, cô chịu không được mà. Giá hôm nay mặc đầm đuôi cá dài 8 mét lắm. Mà dạo này còn nghe nói là được mời đóng phim nữa đó. Trời ơi, biết vô dây gì. Chắc đóng phim cổ tích quá à. Chắc đạo diễn này gu lạ. Các bạn nghe, cô chưa vô lớp mà nghiêm gì? Ngồi xuống đây. Đứng ở ngoài tôi nghe hết rồi bàn tán của hôm nay tôi mặc gì chứ gì? Oh my god, snowcare. Công chúa Bạch Tuyết. Bạch Tuyết. Snowcare. Đẹp quá à. Hôm nay các em có cái gì tặng cho tôi không vậy? Tôi quên đi cái sự nóng lực. Lớp phó văn thể mỹ. Sao đây bạn? Gì đó phó văn thể mỹ kìa. Dạ cô. Khi mà cô vừa bước vào trong đây á, thì em đã cảm thấy rất là sôi sục, gọi là được khai sáng. Cô mặc đồ rất là giống một nhân vật cổ tích. Thì em và các bạn có một cái tiết mục, cái ý tưởng từ cái một cô công chúa cổ tích chuyên gai gọi chim bằng bài hát. Em và các bạn sẽ biểu diễn tặng cho cô. Các bạn ra. Hai ba. Na 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 ba na 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 ba na na na. Everybody, everybody, tonight. Hoạt hình nó có gì giống nhau không? Dạ cô thích như hoạt hình nó thần tiên. Dạ đúng rồi, nó cũng hào hào giống nhau đúng không? Cho nên hôm nay cô sẽ cho các em học về phim hoạt hình nè. Ủa em thích rất phim hoạt hình. Em là em rất là phim hoạt hình lắm. Mà các em biết nha, phim hoạt hình bây giờ không phải là các em bé thích đâu, người lớn chúng ta cũng thích đấy. Dạ dạ, người lớn cũng thích phim hoạt hình lắm. Bây giờ nâng cấp lên là phim hoạt hình bây giờ còn làm 3D nữa chứ. Trước khi vào cái tiết học này, cô muốn hỏi ý kiến các em là các em thích xem phim hoạt hình nào nhất nè? Dạ em thích coi phim Spider-Man. Spider-Man, ok, cưng. Dạ, công chúa ngủ trong rừng. Nấy. Giống cô hôm nay vậy đó. Dạ, em gái lại phải thích những cái gì là công chúa hoàng tử. Dạ. Dạ thưa cô, nghèo con không muốn coi mà em còn muốn là thích được hóa thân thành nhân vật đó nữa. Và em rất là thích một cái nhân vật rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ, chuyên cứu giúp mọi người đó. Thì thử mặt trăng. Năng lượng mặt trăng biến hình. Đâu làm lại coi. Năng lượng mặt trăng biến hình. Gồng lên. Gồng. Dạ. Còn nhân. Dạ em thì thích phim hình chú khủng long con ham ăn. Năm can. Còn khóe. Dạ em thích siêu nhân heo. Bạn kỳ cục quá à. Hỏi cái đầu thì bạn cục tin. Giờ này thích phim gì? Em nhớ là em có coi, em thích coi phim gì mà Pikachu á. Pokemon. Pokemon. Còn cô thì cô thích xem hết tất cả các loại phim hoạt hình, nhất là có liên quan đến hoàng tử và công chúa. Thì ra cô cũng ước mơ được làm công chúa. Rồi ở tiết học đầu tiên đây, cô sẽ cho các em ôn lại những ký ức ngày xưa của các em. Dạ. Cô sẽ cho nghe một cái giai điệu quen thuộc trong bộ phim hoạt hình đó, rồi các em sẽ đoán nha. Rồi nhạc đi. I like chim nhạc nhất. Cái bài gì vậy? Rio. Rio. Hay quá. Đúng rồi. Giỏi quá. Dạ. Cô thật sự không biết phải nói sao với đội bên em. Cái đoạn nhạc vừa rồi á, trong cái bộ phim hoạt hình là Rio. Đoạn nhạc thứ hai nha. Bây giờ
cô sẽ chỉ định nha đội nha, chứ không phải là đây này trả lời đi. Dạ thưa cô, đây là một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng, rất là nhân văn cô. Nổi tiếng toàn thế giới, ai mà không biết, làm người đó không có tuổi thơ. Đúng rồi. Doraemon. Có phim nói về tình bạn của những bạn trẻ trong cái khu phố đó, và có một chú mèo máy từ thế kỷ tương lai tới giúp cho Nobita vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để thay đổi tương lai của mình. Đáp án đó chính xác là Doraemon. Rồi, thứ ba. Rồi khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Vậy? Nói. Dạ thưa cô, đó chính là Pokemon. Mà Sumilami, tôi đã nhắc rồi. Nói lại, Mà Sumilami. Con khỉ có cái đuôi ngắn nhất. Đứng dậy nói luôn. Con chấm khỉ mà có cái đuôi mà vàng vàng mà chấm 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 màu đen lên. Nó giống như con hổ vậy mà có đuôi thật là dài. Biết không? Dạ thưa cô, đó là một chú khỉ. Có một người vợ và ba đứa con. Đáp án đây là Marsupilami. Rồi, nghe đáp án tiếp theo. Cô ơi, hết đi cô, em đau lắm. Chơi này xong rồi. Ai biết? La 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 la, em có ơi ơi chứ. Bên đây có chuyện gì? Trời ơi, em được trả lời cô. Cái này đây là phim hoạt hình. Bên này chứ. Ủa cô, em thấy này trước mà cô. Đây là bộ phim hoạt hình Hãy Đợi Đấy. Có một con cáo với một con sói. Ơi bình tĩnh, đang sói với con sói với con chuột. Sói với con thỏ mà. Sói với con thỏ mà. Của Pháp. Ơ của Nga, của Pháp. Của Nga, của Nga. Lúc Bakachi, lúc Bakachi. Lúc Bakachi. Hãy Đợi Đấy. Lúc Bakachi Hãy Đợi Đấy em. Anh nói cái em cứ làm trường của em đi. Dạ. Con thỏ thỏ em sói. Nội dung là có hai cái con đó trong cái phim đó, hai con đó với nhau hoài hết. Thì nó là vậy mà. Yeah. Thì phim nó là vậy mà. Tiếp theo. Mình trong trắng. Câu hỏi thứ 5. Cô ơi ngưng đi cô. Ai biết đậm đầu cái kiểu cái đó là phong cách của cô. Trông dài dẹp đi. Rồi thôi, câu thôi. Câu cuối cùng. Cái gõ đầu. Cô kiến thức ở trong đầu, bạn phải đập đầu. Có thể chưa cô ơi. Ô cô bên đây biết là đâu. Ô đây là phim. Ê gà hét luôn. Dạ thưa cô, đây là phim Frozen. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go, turn my back and slam the door. Hai bạn làm quá. Duy của Thanh Duy đã trở lại. Vỗ tay cho bạn. Yeah. Các em thân yêu, qua tiết học vừa rồi các em cũng thấy là phim hoạt hình và cái nhạc phim cũng không kém phần quan trọng đúng không? Dạ. Rất là quan trọng đấy. Bây giờ hai đội lên đây nào. Đội này hai người, đội này hai người, một đội hai người. Lần lượt hết con. Bây giờ 1 phút 30 giây bắt đầu nha, nhưng mà thế này, ví dụ em đoán được hai từ thì em nhảy ngược qua đây. Rồi. Bắt đầu. Đây là chuyện chuyện bộ truyện tranh trinh thám mà có một người. Đâu, Conan. Đúng rồi, yeah. Một cái nữa, hay nữa. Đây là một bộ phim mà Eddie Cap đã từng chuyển thể sang kịch mà Ba Tư. Người vợ ba. Ba Tư. Sử ngày xưa Ba Tư. Eddie Cap và mười Ba Tư. Xoa cái đèn cái biến lên. Ơi đèn, coi đèn, đổi chỗ. Quá rồi. Con giống như là. Trời. Nè, mà nó biết biến hóa nó bắn cái chớp. Bắn cái gì? Hai con giá. Đó. Rồi. Đó. Thấy rồi. Đổi cái đó.
Rồi. Rồi, đây là khuôn mặt hình có hai cha con mà cái đứa con được cô Thủy cầm lên đưa lên ngọn núi. Chúa Sơn Lâm. Chúa Tể Rừng Xanh à? Không phải, Chúa Sơn Lâm gọi là gì? Là con gì? Chú Sơn Lâm là con gì? Sư tử. Đúng rồi, cái gì sư tử biểu hình cái gì? Sư tử xanh á. Cái gì? Cái gì sư tử? Sư tử gì? Cái con cao nhất của sư tử là gì? Cái con cao nhất. Con lộ. Chúa Tể là gì? Đây là qua luôn đi, dễ nhưng mà sợ không biết. Rồi đây là một nhân vật mà được Doraemon cứu hoài, giúp đỡ hoài. Nobita. Đúng rồi, đây là bạn gái của Nobita. Asuka. Thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, đổi đổi đổi. Nhắn lên nào, sao Alibaba. Công chúa. Cinderella. Cinderella, công chúa gì? À quên, cô gái. Cô gái đại dương. Đúng rồi. Hết giờ. Hết giờ. Em. Hết giờ. Em. Cinderella, cô gái đại dương. Hết giờ. Quá kỳ duyên này. Rồi, 1 phút 30 giây bắt đầu nha. Khoa xin lỗi. Ri, dạ. Đứng lên đi cưng. Làm gì hả cô? Cho nó bằng. Cô à, sỉ nhục. Sỉ nhục. Vui hai buồn cái gọng lên coi. Gọng. Gọng. Rồi, phút 30 giây bắt đầu. À, cái này á là siêu nhân đỏ, siêu nhân trắng. Chuyện của Minh Pháp á, qua bà này không biết thôi, bà đã rồi. À cái này là nguyên một nhóm thám hiểm, nguyên nhóm thám hiểm có một cái con vật mà hay nuôi á, đi theo á, con ả rồi. Con heo. Không phải. Con heo mà thật là anh hùng đi làm cái gì vậy? Con lợn. Nhạc gì mà hồi nãy mà giải cứu cho Nobita là cái gì? Doraemon. Rồi đổi lại đi. Rồi nữa đấy. Nữa tới bài nữa đấy. Đừng hạ nhục đồng bào. The Smurf á, phim The Smurf thành lọc lòng tiếng. Xanh xanh á, mấy con nhỏ nhỏ xanh xanh kia là con gì? Con nhỏ xíu xanh xanh á mà nè, đừng nói con khỉ nha. Xanh xanh á, đội mũ có bé nha. Mày này mất tuổi thơ của mình mà. Có thằng cái ông Gà Mơn á, là thằng Lộc đóng á, thằng Lộc lòng tiếng á. Qua hết giờ bây giờ. Trời, tôi muốn gồng vậy sao? Thôi đổi đi. Rồi cái ông gì, ông gì mà ông làm ra cái thằng bé mà nó không, thằng bé nó gió nó mũi nó dài vậy nè. Thằng gì? Cái chuyện là chuyện gì? Cái mũi nó dài nè. Cái gió nó mũi dài nè. Trời đất ơi, cái con cá mà đi tìm con đó là con gì? Cái con cá hề đi tìm con. Đó, cái mồ. Cái mồ, đúng rồi. Trời ơi. Con gì mà có cái mỏ hơn? Con nào không có mỏ? Có mỏ đỏ đỏ mà giống như ở bên quận. Mày để con gì đó? Con này mỏ đỏ hả? Màu đen. Con chuồn gì hai chân? Con chuột mít cay. Con... Không. Rồi đó qua đi. À, trong bộ phim mà Nobita và Doraemon cực kỳ không thích còn một cái cậu nữa mà cái mỏ thật là xấu trong phim Nobita. Nữa này. Rồi, nữa này cô ơi, cho tụi em thử một câu thôi. Cho tụi em thử một câu thôi. Tại vì để em xem xét lại cái tuổi thơ của bạn này như thế nào mà. Rồi, trời đất ơi, cái này là một nhân vật điển hình của Walt Disney mà có cái tai này nè. Mickey. Rồi, mừng quá. Nhưng mà cậu đâu có tính nha, cậu nó không tính, cậu nãy là thử thôi. Dạ, anh biết rồi. Và cái tiết hồng này cô mới khẳng định một điều rằng em nên coi lại phim hoạt hình nhiều một chút nha. Khóc ghê cô. Tuổi thơ của em đã bị đánh cắp, ai đánh cắp mất rồi. Hôm qua tiết mục vừa rồi cô rất là vui. Tuổi thơ các em cũng còn chứ không phải là mất hết. Bây giờ tiết mục này sẽ càng vui nhộn hơn.
lấy cái banh bằng cái má nha. Hả? Lấy banh bằng cái má. Đó, bỏ vào cái thúng đó. Ai lấy nhiều thì được điểm cao. Lấy cái banh bằng má. Bằng cái má, bằng hai cái má ép vô đó. Ủa? Được không? Dạ được cô, trời mấy chị. Cô lo lắng cho em lắm á. 1, 2, 3, ép vô đây. Đây, đây, trời ơi. Bỏ vô. Được. Rồi, tự bỏ vô, lấy vô ấy. Con ơi, hình như lên máu rồi. Em thấy mặt bài xanh lẻ chưa cô ơi? Mệt ơi. Trời, đếm coi. 17 trái hả? 17 trái hả? Giỏi ghê. Được cô 7 trái. Rồi, được 7 trái bóng, giỏi quá. Cô hy vọng đội bên đây là được 4 trái. Bạn này bạn bước chân cái là tới nơi rổ rồi. Trời, 1 phút 30 giây bắt đầu. Tình 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 giỏi tình 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 bỏ tình 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 tình. Hết giờ. Đếm đi. Em gồng lên thôi. Ngoài đếm đi ngoài, coi được nhiêu trái ngoài ơi. 7 trái rồi cô. Cái này là 7 trái cô à. Rồi, 7 trái. Phải 7 trái. Hòa nhau. Đội đẹp hơn. Hòa nhau, 7 trái. Chúc mừng hai đội của các em. Sao lần nào chơi cũng là đều hòa nhau nhỉ? Dạ. Em đồng kết đó cô. Đồng kết đó cô. Bây giờ làm sao biết thắng thua đây? Dạ, nhưng mà lớp bằng cô à. Lớp bằng nhau thì cô giáo phải thua chứ. Cô phải thua. Bây giờ cô sẽ ra một cái đề nữa. Nếu như thắng cô sẽ thưởng nè. Bây giờ ra một cái đề để mà phân chia thắng bại nha. Cô thì công bằng lắm. Bây giờ mỗi em là phải nhái giọng của một con vật trong một phim hoạt hình. Đó, đội nào mà nhái giống nhất đội đó sẽ thắng thôi. Gì trước à? Gì? Là con yêu mến hiện thân. Ta là hiện thân của chính nghĩa. Có phương trình ở đây thì không biết gì phải sợ. Thôi, cái con heo này nó hơi bị nhiều. Thế giờ con heo, em đang nói nhân vật con heo gì? Vì sao cuối cùng em phải nói cái tiếng con heo kêu thử đi. Con heo kêu thì sao? Không ai lại nhai trầu. Cái này, không phải heo rồi. Nhai cái... Con ta Cô chị bên đây trước đi, cô sang trẻ cho em. Thế em đó cô. Bây giờ là cô biết dịch Donald không? Giờ cô nhắm mắt lại cô nghe nha. Sau ông dịch nha. Giống không? Dạ. Giống không? Nói chưa? Giỏi. Rồi đây. Em sẽ giả giọng chú khủng long con ham ăn 5 cam. 5 cam. 5 canh. 5 cam. Băng cam băng cây cam cái cánh đâu là nhiều vậy cam mà nó cứ khu ba tròn này vô bạn mệt rồi nghỉ luôn đi mệt quá thôi bây giờ cả hai đội nào cũng ngang ngửa nhau không ai thắng. Trong cái tiết học hôm nay không ai thắng hết. Cho nên cô khuyên các em là sau tiết học này nha, nhớ về đọc truyện tranh hay là xem phim hoạt hình nhiều chút nha. Để chúng ta lâu lâu chúng ta quay về tuổi thơ ha. Bởi vì phim hoạt hình sẽ làm cho chúng ta là cái được cái gì? Trí tưởng tượng. Và xả gì? Xả gì? Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng
cô dắt đi coi phim nè.